Thưa quý vị nhằm triển khai đầy đủ kịp thời các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, chủ động triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm, hạn chế sự lây nhiễm dịch bệnh từ gia súc gia cầm sang người, đồng thời tạo điều kiện để người chăn nuôi an tâm đầu tư phát triển bền vững, chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3752 về duyệt kế hoạch phòng chống bệnh động vật trên cạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch phòng chống bệnh động vật trên cạn năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gia súc gia cầm sẽ thực hiện tiêm phòng bắt buộc đối với những bệnh gồm lở mồm long móng cho trâu, bò, dê, cừu, heo, dịch tả cổ điển cho heo, cúm gia cầm cho đàn gia cầm, viêm da nổi cục cho trâu bò, Newcastle cho gà, chim cút, dịch tả heo châu Phi. Đối với các loại dịch bệnh khác, người chủ nuôi tự thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn của chi cục chăn nuôi và thú y và chính quyền địa phương. Trong đó, đối với bệnh cúm da cầm, lỡ mầm long móng, gia súc, dịch tả heo cổ điển, heo tai xanh sẽ tiêm đợt 1 vào tháng 4 đến tháng 5 năm 2024, đợt 2 vào tháng 9 đến tháng 10 năm 2024. Đối với bệnh Newcastle, sử dụng vaccine định kỳ 3 tháng một lần đối với bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò thực hiện tiêm vaccine phòng một đợt chính trong năm. Đối với việc tiêm phòng bệnh dịch tả heo châu Phi sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Cục thú Y hoặc nhà sản xuất vaccine. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường ba đợt trong năm. Tổ chức kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật, kiểm soát chặt chẽ việc dẫn chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, để mạnh kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, các điểm giết mổ, các điểm buôn bán gia súc gia cầm.